Em chào toàn thể các bác nhé. Thì nãy giờ thì em đi dò bẫy từ bên này sang phía bên đi, nói chung đi xa lắm các bác, đang vượt sang ở cái đồi bên kia đi vòng ngoài đây. Thì lại ở cái khu vực này thì nó mới dính một em gà trống, nó mới dính luôn các bác. Vì nãy em lên thì em gà này nó bay thì đàn của nó bay về cái hướng này khá là nhiều này. Nếu không mà nếu mà em đi muộn muộn một tí thì đàn nó sẽ đi vòng ở đây, thì xung quanh ở đây lên trên kia thì em đánh khá nhiều bẫy. Nhưng mà em này em cũng chưa đi lên trên này xem thử có dính nữa hay không các bác. Lên trên này chắc là không dính, vì nếu mà dính thì nó đã bay rồi. Đây mình gà các bác này, đã dính khá nhiều gà. Bây giờ lại em gà đây. Ít. Gà mà gà trống này, gà trống thì đa số gà trống thì nó sẽ lớn hơn gà mái khá nhiều các bác nhé. Này thì em đem nó lên điểm này vì nãy nó dính, sau đó nó về đây, nó phá tan khu vực này này. Nó rơi mẹ các bác ơi. Ghê chưa? Khá là đẹp đấy, nó đổ. Nói chung nó dính bẫy cảm thì nó bị gãy mất cái chân. Với lại gà thì đa số em chỉ đánh về để thịt chứ ít nuôi lắm. Nhiều bác thì hỏi mình gà anh có bán hay là có, nói chung để mua về để nuôi ấy. Nhưng mà nếu mà dính phải bẫy dây ấy, thì anh em có thể nuôi được. Chứ theo em nghĩ mà nó dính mà nó bị gãy mất cái chân, không biết gãy chưa, nhưng mình nghĩ thì em nghĩ thì nó gãy rồi, thì cái xác suất mà nuôi thì chắc mình nghĩ khó đấy. Bây giờ em sẽ bắt cho anh em xem kiếm xem thì có cái chỗ nào để mà đặt được cái máy không. Nói chung nếu mà nó dính phải bẫy mà bẫy cám đấy thì cái xác suất nó sẽ không chuột đâu. Giờ mình hành hạ nó cũng không biết bao nhiêu lâu rồi. Ô, cái chân nó gần đứt luôn á. Đây các bác, gà trống này không biết các bác có thấy rõ không. Em này thì cũng gà tơ thôi các bác. Ô, cái chân nó đứt rồi. Ô, suýt nữa thì nó đứt lừa cái chân anh em này, thấy không? Ủa, nó khá đẹp, nó đẹp lắm. Chắc mình phải cho nó dính vào một chân nữa, nó không cái chân này nó đứt rồi mất. Mất ăn như chơi đấy, không đơn giản đâu. Nó dính hai chân thì chắc gà trống tơi đẹp này. Em này thì mình nghĩ thì hơn ký thôi, không có hơn nhiều, chắc hơn ký. Bây giờ thì
phát nó bậy anh em, nó phá tan ở đây luôn. Khu vực này thì lúc trước thì em thấy nó dính khá nhiều chim rồi này. Bây giờ thì nó lại dính được gà. Gà rừng này đánh bể nó vẫn khôn đấy các bác, nó khôn đấy, không phải đứng gà đâu. Bây giờ thì em sẽ đánh lại bệnh này và sẽ đi dò lên ở trên kia. Trời ở em thì đang mưa các bác, nhưng mà ở dưới những cái tán cây này thì không mưa, nó sẽ đỡ, nó cản mưa được ấy. Nãy em đùa cho nó, chắc nó cũng đã thấm mệt rồi. Sao mà máy tự nhiên nó không lấy nét được. Bây giờ thì sẽ đi vòng này, thì đàn nó bay bay vòng sang đây, đi hướng này lên trên kia. Ở khu vực này thì năm kia thì bạn mình thì có đánh bảo là có cây hương, nhưng mà bây giờ thì mình đánh thì chưa thấy dính cây hương các bác nhé. Các bác yêu quý kênh em thì nhớ, bác nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh em để đón xem những video em đi rừng, đi đánh bẫy hoặc đi sinh tồn ở rừng ấy, và đi dò bẫy heo. Nói chung đa số em đi dò bẫy heo phần nhiều. Các bác yêu quý thì nhớ đăng ký và ấn chuông để khi em ra video các bác có thể biết nhé. Vậy thì em đánh kiểu này, các bác cứ tấp cây bên này, ví dụ các bác cứ tấp cây lên đến một cái khoảng trống nào đó, có một cái đường đi thì các bác lại đánh một cái bẫy lên trên, và các bác cứ tấp lên dần lên trên kia, có một cái khoảng trống các bác đánh một cái đẩy cái bẫy như thế. Thì ví dụ như mà mình tấp cây như thế này đây sang bên kia, thì ví dụ như gà hoặc cầy hoặc chuột nó đi ngang qua đây, thì dính những cái cây mình tấp như thế này, nó sẽ tìm ra những cái đường khoảng trống như thế này nó đi qua đấy. Bây giờ thì chắc em sẽ khép video tại đây để lên trên kia dò bẫy đã. Thì xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em nhé. Quay qua một đám gà lần nữa cho bác xem. Đấy.